Trước khoảng cách ngày càng rút ngắn từ bão số 3 đến đất liền, nhiều địa phương đã lên phương án cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn cho tính mạng, sức khỏe các em. Bắt đầu từ trưa ngày 6 tháng 9, một loạt tỉnh thành cho học sinh nghỉ học tránh bão là Nam Định, Hải Phòng, Hà Nội, Ninh Bình, Hà Nam, Phú Thọ, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh. Các trường học sẽ hoạt động trở lại khi bão tan. Bên cạnh đó, các trường đại học cao đẳng cũng cho sinh viên được nghỉ học trong tình hình thời tiết diễn biến phức tạp. Với các trường có học sinh nội trú, khẩn trương lên phương án đảm bảo an toàn và nguồn cung cấp thực phẩm đầy đủ cho học sinh trong thời gian ở tại trường. Ngoài ra, nhiều cơ sở giáo dục, trường học còn được trưng dụng làm nơi tránh bão cho nhân dân, học sinh trong điều kiện cần thiết.